Viện thẩm mỹ Lydia xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Ngày hôm nay thì các bác sĩ của thẩm mỹ Lydia đang thực hiện một cái ca nâng mũi bán cấu trúc cho một vị khách hàng nhé. Bạn đến từ từ Hà Nội. Đấy nha, chúng ta nhìn thấy mũi bạn khách hàng trước mổ này, hai bạn cái Hồng sụn Ngọc. Đầu mũi rất là to, bạn Ngọc. Đó, thế thì việc của chúng ta có ảnh nghiêng không? Có. Đấy, sống thì không không phải là quá thấp. Nhưng lại có điểm gồ ở đây này. Đó, thế thì việc của chúng ta sẽ là phải mổ bán cấu trúc. Thực ra là cấu trúc lật cái mũi này lên, xong rồi thu hai cái sụn đầu mũi lại, mài cái phần gồ sống mũi đi và đặt một cái chất liệu vào cho nó thẳng ra. Còn một lúc nữa thôi thì bạn Hồng Ngọc sẽ thực hiện xong, thì chúng ta sẽ chờ cái kết quả của bạn Hồng Ngọc mọi người nhé, để xem cái quá trình sau khi mà thực hiện thì cái cấu trúc, cái form mũi của bạn sẽ như thế nào. Đó, trong tháng 7 và tháng 8 tiếp theo đây thì bên thẩm mỹ viện IA có rất là nhiều các chương trình ưu đãi giảm sâu. Nếu mà chúng ta có cái nhu cầu làm về mũi, ngực hay là chăm sóc da thì chúng ta cũng nhanh tay để đến với thẩm mỹ viện IA nhận những ưu đãi và thực hiện. Và trong tháng 8 thì thẩm mỹ viện IA cũng chuẩn bị, đó là mừng sinh nhật, sẽ có những cái chương trình ưu đãi giảm rất là sâu, và chúng ta những nhân tiện cái cơ hội này để chúng ta tiếp cận các cái dịch vụ sản phẩm tốt của bên thẩm mỹ viện Lydia nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé, thì chúng ta hãy chờ cái kết quả của bạn Trần Hồng Ngọc nhé. Ngày hôm nay thì bạn đến để nâng mũi bán cấu trúc, và các bác sĩ của bên thẩm mỹ viện Lydia cũng đã gần thực hiện xong rồi mọi người nhé. Chúng ta cùng chờ kết quả. Đây là kết quả số 1 này. Ta thấy là nó tương đối khác rồi, cái đầu mũi có đầu mũi rồi. Em quay nghiêng thì nhìn được cái đầu mũi nó khác này. Đây là phần đầu mũi ở góc nghiêng thì cao và có cái phần nhọn thẳng này, thẳng này, quay thẳng này. Mình sẽ nhìn thấy hai bên cái đầu trụ sụn đầu mũi nó được thu nhỏ lại và nó rất là thon lắm. Phần sống này, phần sống hết gồ thẳng này. Ok.